Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Chị Dậu. Đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Nhân tình người cũ, được viết bởi tác giả Dạ Thảo và ngay sau đây thì sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung và gửi đến quý vị và các bạn tập 7 ngay bây giờ. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú theo dõi. Quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like cũng như là đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để quý vị không bỏ lỡ được bất cứ một tập truyện nào sẽ được phát sóng đăng tải vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Ông tức giận mà quát lên. Kể cả nó có như thế thì mày cũng không được phép ngoại tình, mày hiểu chưa? Mày đừng lôi những cái lỗi của con gái tao ra mà làm cái cớ che lấp đi cái việc ngoại tình đáng khinh bỉ kia của mày. Không, ý con không phải là như thế. Thế ý mày bây giờ như thế nào? Trung không dám nhìn ông Trung mà đưa mắt sang nhìn Thùy và nói. Con cũng muốn vợ con sẽ tha thứ cho con lỗi lầm trước kia. Con hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Hứa cả cuộc đời của con từ nay về sau sẽ chỉ có mình cô ấy. Bố, xin bố hãy tin con ạ. Ông Thông khinh bỉ và nói. Anh nói với tôi làm gì? Qua mà nói với nó. Tôi rất ghét anh, muốn băm vằm anh ra thành trăm mảnh. Nhưng mà tôi vẫn muốn để con gái tôi tự quyết định. Ông mệt mỏi đi đến bàn làm việc và ngồi xuống, mà kể cho hai vợ chồng Trung tự nói chuyện với nhau. Ông ngả mình ra sau ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại và suy nghĩ một số thứ. Bên cạnh, Trung rụt rè ngồi xuống cạnh Thùy và hỏi thăm dò. Thùy, em có thể nào tha thứ cho anh một lần cuối cùng này không? Lần cuối thôi. Anh thề với trời, đây là lần cuối cùng. Dẹp ba cái câu chuyện thề thốt của anh lại đi. Đừng nói thêm mà làm tôi đau đầu nữa. Vậy em... Chẳng thèm nghe lời Trung nói, Thùy ném hết đống ảnh kia vào thùng rác rồi hỏi ông Thông. Bố, có đúng số ảnh kia có từ lâu rồi không? Thùy thở hắt ra. Ông Thông không đáp mà lẳng lặng gật đầu. Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ bố, Thùy mới quay sang Trung và hỏi. Còn anh có đảm bảo từ nay không chạy đi tìm con khốn nạn ấy nữa không? Trung gật đầu như bồ củi và đáp. Có anh hứa, anh sẽ không dính dáng gì đến cô ta nữa. Bà nãy anh đã chặn số cô ta, em cũng thấy mà phải không? Thùy thở hắt ra rồi xua tay nói. Được rồi, dẫu sao thì sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi cũng là lấy một kẻ như anh. Bây giờ nếu lỡ có quyết định sai lầm một lần nữa, chẳng có gì to tát nữa cả. Tôi chấp nhận tin anh. Nhưng còn việc làm ăn của anh phải tự mình nói với bố tôi. Từ nay, việc làm ăn của anh tôi không can dự vào nữa. Bố tôi có giúp hay không là quyền của ông ấy. Nói xong Thùy xoay người bước đi. Trung định chạy theo thì Thùy nói tiếp. Anh đi theo tôi làm cái gì? Nhớ thuyết phục bố tôi kìa. Tôi mệt rồi, để yên cho tôi yên tĩnh một lát. Trung tẽn tò nhìn khuất sau cánh cửa mới ly nhí gọi. Bố, Con có thể nói vài lời được không ạ? Khỏi cần nói. Con gái tôi có thể tha thứ cho cậu thì tôi cũng chẳng có lý do gì mà không giúp đỡ cậu thêm một lần nữa. Nhưng tôi muốn cậu ghi nhớ, tất cả những gì tôi làm cho cậu ngày hôm nay đều là vì con gái của tôi chứ không phải vì cậu. Nhớ cho kỹ đấy. Ngừng một lúc, đủ để cho Trung tiêu hóa hết những lời vừa rồi, ông Thông lại nói tiếp. Nhưng mà lần này tôi có một điều kiện. Trung như người chết đuối vớ được cọc mà vội vã hỏi. Điều kiện gì bố cứ nói. Chỉ cần bố đồng ý giúp con, bảo con làm gì con cũng làm. Ông Thông tiến đến bàn, đem ra một tờ giấy rồi ôn tồn nói. Cũng không có gì đâu. Tôi chỉ muốn cậu viết một bản cam kết, hứa là sẽ không bao giờ ngoại tình, không bao giờ làm khổ con gái tôi. Nếu mà con mắc sai phạm, dù chỉ một lần, thì toàn bộ số tài sản mà cậu đang có được
sẽ thuộc quyền sở hữu của con gái tôi. Đồng ý chứ? Trung nghiến răng lẩm bẩm. Ông già, ông quá đáng lắm. Ông muốn ép tôi đi đến đường cùng, cuối cùng cũng vì mục đích này hay sao? Ngay cả bản cam kết ông cũng đã thảo sẵn, thì con người ông thật quá thâm sâu rồi. Nhưng rồi cuối cùng Trung vẫn gật đầu đồng ý mà cầm bút ký vào bản cam kết. Xong xuôi, ông gọi điện cho những người từng đến phá việc làm ăn của Trung, nhờ họ quay lại xưởng để chính thức lên tiếng xin lỗi Trung và chi trả toàn bộ những chi phí mà họ đã chở sữa xe ở đó. Tiếp đến là ông cho người quay lại đoạn video đó đăng công khai lên các trang mạng xã hội và thuê một nhà báo viết về vấn đề này để lấy lại danh tiếng cho xưởng của Trung. Mọi thứ cuối cùng là khiến cho xưởng của Trung được nhiều người biết đến hơn. Khách khứa tìm đến còn đông hơn trước kia rất nhiều, khiến Trung phải thuê thêm vài công nhân nữa và quyết định thuê thêm miếng đất bên cạnh để mở rộng xưởng. Về phần Cúc, kể từ sau khi nhận được cuộc điện thoại của Trung thì Cúc như phát điên với cái suy nghĩ rằng anh ta chơi Cúc chán rồi nên bây giờ muốn đá để tìm đường về với vợ. Cúc cố gắng liên lạc với Trung mà vẫn không được. Tìm đến xưởng khi đó Trung đang ở nhà bố vợ nhờ giúp đỡ nên cũng không gặp. Chỉ cần nghe người ta bảo Trung về quê chưa lên là Cúc càng khẳng định suy nghĩ ban nãy của mình là đúng. Cúc gọi điện cho bà Thực thì cũng chỉ nghe được bà khóc lóc than vãn rằng: con ơi, xưởng của thằng Trung gặp khó khăn. Nó đang ở nhà vợ để nhờ giúp đỡ. Nó bám váy vợ nó. Nó nhìn thấy vợ nó đi không thèm chào mẹ nó cũng chẳng im lặng nói gì con ạ. Cúc cũng đang mệt mỏi nên chẳng còn muốn na nổi bà Thực như mọi lần mà tắt ngang điện thoại. Việc xưởng của Trung gặp khó khăn Cúc cũng đã nghe Trung kể. Khi đó Cúc còn hả hê vì anh ta gặp quả báo sớm quá. Thật không ngờ đó lại là lý do mà anh ta đá Cúc ra không thương tiếc. Thời gian qua Cúc cứ tự tin rằng bản thân giữ chọn được trái tim anh ta. Cứ nghĩ rằng đã khiến cho Trung không thể nào sống thiếu Cúc. Cứ nghĩ có thể một tay khiến cho cuộc hôn nhân của hai người bọn họ tan vỡ. Vậy nhưng đến cuối cùng, Cúc vẫn thua một chữ tiền. Cúc một lần đã bị anh ta bỏ để đi lấy vợ. Nỗi căm hận ấy mới biến Cúc trở thành kẻ thứ ba như ngày hôm nay. Vậy mà thù chưa trả được, một lần nữa anh ta lại đá Cúc sang một bên. Cúc không biết phải dùng từ ngữ nào mới có thể miêu tả hết cái cảm giác uất nghẹn của bản thân. Cúc điên loạn gửi hết mọi tin nhắn, cũng như những bức ảnh chụp cùng Trung và tin nhắn cho Thùy. Đáng tiếc là Thùy cũng như Trung đã chặn mọi liên lạc từ Cúc. Cúc không chấp nhận nổi sự thật nên đã uống rượu say. Say đến bất tỉnh nhân sự chẳng biết gì nữa. Chỉ biết đến khi tỉnh dậy thì đã là của ngày hôm sau. Xung quanh Cúc toàn một màu trắng xóa. Chỉ có duy nhất một người đàn ông lạ mặt bên cạnh. Anh ta thấy Cúc tỉnh dậy thì khó chịu và nói: Cúc làm cái gì mà uống nhiều thế? Có thai mà chẳng biết nghĩ cho con gì cả. Con gái bây giờ vô trách nhiệm thật đấy. Đầu Cúc đang đau nên nhất thời chưa hiểu hết những gì người đàn ông kia nói. Cúc nhìn quanh phòng. Hóa ra đây là bệnh viện. Phòng này tổng cộng có 6 giường, nhưng chỉ duy nhất một giường trống. Xung quanh ai cũng có người thân bên cạnh. Chỉ duy nhất Cúc là bên cạnh một người đàn ông lạ mặt. Có lẽ anh ta bực vì Cúc làm phiền nên mới cáu gắt như vậy. Nhưng dẫu sao thì cũng nên cảm ơn anh ta vì đã không bỏ lại cô một mình. Chỉ nguyên điều đó cũng đủ khiến cho Cúc không hề giận về câu nói vừa nãy. Câu nói vừa nãy anh ta nói gì nhỉ? Hình như anh ta nói... Hình như Cúc không nhớ nhầm thì có từ có thai, có cả từ con. Có nghĩa là... Nghĩ đến đây, Cúc chợt hoảng hốt, nắm chặt tay anh ta mà lạnh. Anh vừa nói gì? Vừa nói cái gì tôi nghe lại xem nào. Người đàn ông kia thấy phản ứng của Cúc thì thoáng giật mình. Anh ta nghĩ Cúc vì bị anh ta mắng ban nãy mà nổi khùng. Có thể lắm chứ, vì thanh niên bây giờ manh động lắm. Anh ta cứ thế nhìn chằm chằm vào Cúc mà không trả lời, cho đến khi Cúc van xin. Anh vừa nói điều gì? Có thể nói lại được không? Tôi xin anh đấy. Lúc này gã đàn ông kia mới trả lời. Tôi bảo là tại sao cô có thai mà lại còn uống rượu đến mức độ này? Bộ cô không thấy lo cho đứa bé à? Rượu không tốt cho phụ nữ mang thai một chút nào. Mà nó còn được khuyên không nên sử dụng trong thời kỳ mang thai, vì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé trong bụng. Cúc chỉ nghe được nửa câu đầu. Khi mà anh ta nói Cúc đã có thai, còn những gì về sau cũng chẳng thể nào mà lọt tai nổi. Vì hoang mang, vì lo lắng mà Cúc một lần nữa lại hỏi anh ta một câu ngớ ngẩn.
Anh nói tôi có thai. Cái thai này có từ khi nào? Anh nói đi. Anh ta sững người nhìn Cúc giống như một kẻ thần kinh không ổn định và nói. Tôi làm sao mà biết được? Tôi có phải chồng cô đâu. Mà thôi, dù sao thì cô cũng tỉnh rồi. Cô mau gọi người nhà đến đi. Nhớ nhắn họ mang cả tiền viện phí tới trả cho tôi nhé. Tôi không có thời gian đâu. Tôi sắp đến giờ đi đón con gái rồi. Người nhà, điện thoại, cái thai. Mọi thứ khiến cho Cúc trở nên quay cuồng ngây ngốc. Gọi điện cho người nhà. Biết gọi cho ai bây giờ? Gọi cho bố mẹ thì không thể. Họ sẽ đau lòng chết mất. Cúc không có đủ can đảm để thông báo với bố mẹ đâu. Gọi cho Trung cũng chẳng được. Anh ta đã đá bài Cúc như đá một món đồ hết giá trị. Dễ gì anh ta thừa nhận đứa trẻ này kia chứ. Còn cả cái thai này nữa, thứ mà Cúc không mong muốn nhất. Nhưng nó lại làm cho Cúc hoảng sợ đến hai lần. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại để nó xuất hiện bên đời Cúc như vậy? Bây giờ Cúc biết phải làm gì với nó đây. Nó mang một nửa dòng máu của Trung. Nếu giữ lại, hàng ngày thế nó, Cúc sẽ lại nghĩ đến mối hận thù với Trung. Như thế liệu cuộc sống có được yên bình? Mà giữ nó lại, khi Cúc còn chưa ra trường, trong tay chẳng có gì cả, lấy gì nuôi nó đây? Rồi lại làm phiền đến bố mẹ, lại làm họ đau lòng. Bố cô coi trọng sĩ diện như thế, nhất định ông sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc này. Ông sẽ đuổi Cúc đi, hoặc là ít nhất cũng đánh cho Cúc một trận lê lết. Rồi bắt Cúc phải bỏ cái thai này ngay cho mà xem. Bỏ đứa bé, liệu có nên hay không? Cúc chẳng có kinh nghiệm gì trong việc này cả. Chẳng biết chi phí là bao nhiêu, thủ tục là như thế nào. Cúc cứ ngồi đó suy nghĩ, mà quên mất bên cạnh người đàn ông lạ mặt kia đang chờ cô trả lời. Anh ta có lẽ cũng đang vội. Lại thấy Cúc cứ ngẩn ngơ suy nghĩ nên sốt ruột mà nhắc. Này, cô có nghe tôi nói gì không đấy? Lúc này Cúc mới sực nhớ ra, còn có anh ta đứng trước mặt nên cất tiếng hỏi. À, xin lỗi anh, mà anh có biết điện thoại và túi xách của tôi đâu không? Tôi không biết. Khi cô ngã xe vào xe của tôi thì trên người không có mấy thứ ấy. Vì thế nên tôi cũng chẳng biết phải liên lạc với người nhà cô bằng cách nào. Đành phải chờ cô tỉnh lại để hỏi chuyện. Cúc nhăn nhó nhớ lại sự việc của buổi tối hôm kia. Nhưng cô chỉ nhớ là bản thân có một mình đi uống rượu. Cúc đã uống rất nhiều, nên sau đó thế nào thì cô chẳng thể nhớ nổi. Cúc ngại ngùng cất tiếng hỏi. Tôi xin lỗi, nhưng mà anh có thể cho tôi biết mọi chuyện tối hôm đó là như thế nào không? Cô không nhớ gì sao? Cúc lắc đầu không đáp. Còn người đàn ông kia ngán ngẩm vỗ trán mà kêu than. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này? Biết rắc rối thế này thì lúc đó cứ mặc kệ cô ta cho xong. Nhưng rồi anh ta vẫn từ tốn mà kể lại. Hôm đó con gái tôi đòi đi ăn thịt xiên nướng, mà cũng muộn rồi. Tôi không muốn con bé ra ngoài nên quyết định mua về nhà cho nó ăn. Vừa tới nơi còn chưa kịp dựng xe thì cô đã lao vào xe của tôi, nôn bẩn đầy xe, sau đó bất tỉnh nhân sự. Dù có cố lay thế nào cũng không tỉnh. Mấy người xung quanh đó còn chẳng biết cô từ đâu ra. Cô lại chẳng đem theo điện thoại hay giấy tờ gì tùy thân nên không xác định được. Hết cách nên tôi phải đành đưa cô vào đây. Quán nướng sao? Cô nhớ bản thân cô đâu có tới quán thịt nướng để uống rượu đâu nhỉ? Cúc uống rượu ở quán ốc về hè cơ mà. Lúc đi Cúc chẳng định có đem theo ví và điện thoại. Không lý nào anh ta lại không tìm thấy. Vậy tiền viện phí của tôi hết bao nhiêu? 3 triệu. Mà chồng cô đâu? Cô có nhớ số điện thoại không? Hoặc người nhà cũng được. Tôi đưa máy cho mà gọi. Cô đi mấy hôm chắc họ cũng lo lắm. Cô gọi thông báo cho họ một câu cho yên tâm. Rồi cũng có người vào đây chăm sóc cho mẹ con cô nữa. Ngành ta nhắc đến hai chữ chồng mà Cúc lại đau lòng. Đôi mắt cứ thế ở ngậm nước mà nhìn anh ta. Cúc làm gì có chồng? Cúc là kẻ dùng chung chồng với người ta. Nếu anh ta biết điều ấy chắc là khinh bỉ Cúc lắm. Nhưng mà còn cái thai? Cúc ấp úng hỏi lại. Vậy tại sao anh biết là tôi có thai? Cô này hỏi buồn cười thật. Bác sĩ khám cho cô nói như thế. Họ còn nghĩ tôi là chồng cô nên đã mắng cho tôi một trận té tát vì để cô uống rượu đấy. Mà cô nhanh lên, muộn rồi, sắp đến giờ tôi phải đi đón con gái rồi. Cô ngước mắt lên nhìn anh ta và van xin nói.
Vậy anh có thể giúp bác sĩ gọi hộ tôi ra đây được không? Người đàn ông kia miễn cưỡng đi gọi một cô y tá tới. Thấy y tá, Cúc ấp úng hỏi. Chị ơi, có thật là em có thai không ạ? Cô y tá xem qua bệnh án ở đầu giường của Cúc thì gật đầu khẳng định. Thật, cô đã có thai gần 4 tuần. Cái thai vừa mới làm tổ trong tử cung thôi nên chắc cô vẫn chưa biết. Nhưng mà sau này đừng có uống rượu như thế nữa. Kể cả là chưa có thai cũng không tốt cho sức khỏe. Cúc gật đầu cảm ơn cô y tá trẻ, rồi mệt mỏi nhìn người đàn ông mà đề nghị. Hiện tại tôi không đem tiền, cũng không có số của ai cả. Anh có thể giúp tôi làm thủ tục xuất viện, sau đó đưa tôi về phòng. Tôi sẽ lấy tiền trả đầy đủ cho anh, trả cả tiền công cho anh nữa. Trời ơi, sao cô có thể phiền phức được như thế hả? Cúc sụ mặt và năn nỉ. Tôi biết là làm phiền anh, nhưng mà tôi không còn cách nào cả. Anh làm ơn giúp tôi được không? Ơn này của anh tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi không cần cô phải biết ơn, chỉ cần cô thanh toán viện phí cho tôi thôi. Hơn nữa tôi cũng không biết cô có thể xuất viện được chưa nữa. Lúc này cô y tá ban nãy đã sang giường bên cạnh để kiểm tra cho bệnh nhân khác. Nghe thấy lời của người đàn ông kia mới ngẩng lên nói. Cô gái, tình hình của cô có thể xuất viện được rồi đó. Về nhà nhớ là không nên uống rượu, ván uống đầy đủ. Để em bé có đủ chất dinh dưỡng nhé. Cúc gật đầu cảm ơn cô y tá, rồi lại rối rít năn nỉ người đàn ông kia làm thủ tục xuất viện giúp mình. Cúc nói nhiều quá, cuối cùng anh ta cũng phải miễn cưỡng mà đồng ý. Khi Cúc chỉ anh ta rẽ vào một dãy trọ nhỏ, anh ta có một chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đi theo hướng dẫn của Cúc. Tới phòng, Cúc lịch sự mời anh ta vào, còn định rót nước, nhưng anh ta nói là không khát, nên Cúc đi tới góc tủ đếm tiền trả cho anh ta. Ba nãy anh nói là anh đặt cọc viện phí 3 triệu, nhưng khi thanh toán chi phí chỉ hết có 1.875.000. Nhưng mà Cúc đếm đi đếm lại cũng chỉ có 1.820.000. Vẫn còn thiếu mấy chục nữa nên cứ loay hoay mãi. Người đàn ông kia quan sát tỉ mẩn căn phòng một lượt, lại nhìn Cúc cứ tần ngần thì hỏi. Cô thiếu tiền à? Cô có bao nhiêu? Tôi chỉ còn có 1.820.000, vẫn thiếu mấy chục. Anh thông cảm cầm tạm giúp tôi, hoặc nếu cần thì anh cho tôi xin số điện thoại. Khi nào có tôi sẽ trả anh bằng thẻ điện thoại được không? Tôi hứa đấy. Anh ta thở dài, tỏ rõ vẻ thương hại và nói. Thôi thì cô đưa cho tôi 1 triệu, còn lại cầm lấy mà lo cho đứa bé. Nhưng mà... coi như tôi cho cháu, mong là sau này cô làm gì cũng nên nghĩ cho nó. Còn nữa, nên nói với người nhà để họ đỡ lo. Một mình cô tôi nghĩ là sẽ khó khăn nhiều đấy. Một mình? Vậy là anh ta đoán ra được Cúc không chồng mà chửa, nên mới không đòi hết tiền. Cúc gượng gạo cảm ơn anh ta, một người xa lạ, nhưng khi Cúc khó khăn vẫn chẳng ngại ngần giúp đỡ. Tạm biệt người đàn ông lạ mặt, Cúc cũng nhanh chóng đóng chặt cửa phòng, nhốt mình trong đó. Cô vẫn không can tâm, không thể nào can tâm với kết quả này. Cúc buồn, sốc lắm. Ngàn vạn lần Cúc cũng không thể nào lường trước được rằng việc này sẽ xảy ra. Cúc chỉ nghĩ sẽ phá tan gia đình chung, rồi cao ngạo bước đi. Nhưng bây giờ là Cúc đang trả thù chung, hay là đang tự tay phá nát tương lai của mình, Cúc cũng chẳng biết nữa. Cúc cứ ngồi đó mà suy ngẫm về đứa bé trong bụng, về Cúc, và cả về Trung và Thùy, hai kẻ mà Cúc vẫn luôn căm hận. Nếu đứa trẻ này chưa xuất hiện, Cúc chẳng biết bản thân có vì sự ghẻ lạnh đột ngột của Trung mà từ bỏ hay không. Vì tính đến nay cũng đã 5 ngày anh ta chẳng thèm liên lạc với Cúc rồi. Nhưng mà đứa trẻ này xuất hiện bất ngờ quá. Nếu ai đó hỏi là Cúc có thấy vui không, có thấy thương đứa bé này một chút nào không, thì có lẽ là không. Cúc thật sự cảm thấy sự xuất hiện của nó là rắc rối. Thậm chí Cúc còn cảm thấy ghét nó, vì nó là giọt máu của Trung. Cúc thoáng nghĩ đến bố mẹ của Trung, nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng gạt đi. Cúc không dám chắc việc họ nhận Cúc làm con nuôi là hoàn toàn vì Cúc, hay là còn một lý do nào khác. Nhưng mà rõ ràng là họ rất quan tâm Cúc. Cúc không muốn nhìn thấy họ phải đau lòng. Hơn nữa, nói với họ thì họ cũng chẳng thể giúp gì cho Cúc cả. Quan trọng vẫn là Trung. Anh ta đã có vợ, còn Cúc thì chẳng mong anh ta bỏ vợ để lấy mình. Vì người như anh ta, Cúc thật sự không cần. Nhưng mà cũng không thể vì thế mà Cúc dễ dàng bỏ qua cho anh ta được.
Trước mắt Cúc chưa nghĩ ra cách gì cả, phải đi tìm lại túi sách và điện thoại đã rồi tính tiếp. Nghĩ thế Cúc quyết định đi ra quán ốc để hỏi. Vừa thấy Cúc, cô bán hàng đã nói: "Cô đây rồi, khiếp, hôm trước cô làm gì mà uống ghê thế, làm vỡ cả đồ của tôi nữa chứ." Cúc ngượng ngùng xin lỗi: "Dạ, em xin lỗi, nhưng mà chị có thấy em để quên chiếc túi nào đây không ạ?" "Có đấy, hôm nào tôi cũng mang đi vì sợ cô ra hỏi." "Tôi không biết có những gì bên trong, nhưng mà cô cứ kiểm tra xem còn đủ không." Cúc nhận lấy chiếc túi rồi kiểm tra một lượt. Giấy tờ vẫn còn đủ, có cả điện thoại nữa. Tiếc là nó đã hết pin từ bao giờ. Cảm ơn cô bán hàng xong, Cúc lang thang đi mua một chiếc bánh mì ăn lót dạ. Chẳng hiểu thế nào khi Cúc ngẩng lên lại thấy phía trước là xưởng ô tô của Trung. Ở đó hôm nay khá đông người. Tới gần ngó vào trong thì thấy có mấy người còn đang quay lại video nữa. Chẳng biết là họ đang làm cái gì. Cúc chỉ biết ở bên cạnh Trung là Thùy. Họ có vẻ đang rất vui vẻ hạnh phúc với nhau. Nhìn cái cách anh ta đưa cốc nước cho Thùy uống mà máu nóng trong người Cúc lại bốc lên ngùn ngụt. Khi đó Cúc đã định chạy thẳng vào trong, nhưng lại vì vô tình nghe được một người đàn ông nói: "Quay cho nét vào, về có lấy tư liệu mà đăng báo." Cúc khựng lại. Đăng báo? Họ làm cái trò gì thế nhỉ? Mà thôi kệ, có làm gì thì lúc này Cúc cũng không nên xuất hiện. Cúc không muốn ngày mai mình xuất hiện trên trang nhất của mấy tờ báo mạng với cái tít Tuesday ôm bụng bầu đến ghen ngược. Cúc muốn phá gia đình Trung thật, nhưng không muốn phá nát luôn cái tương lai của mình theo cách này. Cúc quyết định sẽ rẽ sang hướng khác để đi, tiện thể mua một chiếc sim rác, vì số cũ của Cúc đã bị cả Trung và Thùy chặn. Muốn liên lạc với họ chỉ còn cách này thôi. Lang thang một chút để suy nghĩ, thế mà cũng về đến nhà là gần 11 giờ. Cúc thay sim điện thoại rồi nhanh chóng cắm sạc. Máy vừa lên nguồn ngay lập tức, Cúc gọi cho Trung. Chỉ hai hồi chuông là Trung đã bắt máy. Bên cạnh còn có tiếng của Thùy ngáy ngủ hỏi: "Ai vậy anh? Ai mà gọi giờ này thế?" Tất nhiên là Trung cũng như Thùy, chẳng biết đầu dây bên kia là ai. Vậy nên anh ta cũng hỏi một câu tương tự như Thùy ban nãy: "Ai đầu dây vậy?" Cúc nhẹ nhàng nói: "Em, Cúc đây." Thế nhưng khi vừa nghe thấy tiếng Cúc, anh ta ngay lập tức đã giả bộ: "Alo, ai đấy? Tại sao lại không nói gì?" "Em..." "Alo, người gì mà vô duyên, nửa đêm gọi điện không nói gì. Bỏ ngay cái tính đi nhá, phiền phức." Thế Trung cao có Thủy hỏi: "Sao thế anh?" "Chẳng biết cái đứa khốn nạn nào mà nửa đêm nó còn gọi điện đến làm phiền, bực hết cả mình." Hình như là Trung còn nói gì nó nữa, nhưng mà anh ta tắt máy nên không còn nghe được. Cúc bị chửi là đứa khốn nạn thì tức lắm, ngay lập tức gọi lại nhưng Trung không nghe. Không nghe cũng không sao, Cúc chuyển qua nhắn tin. Có Thủy bên cạnh lại càng tốt. Mục đích của Cúc ngày hôm nay là phá bọn họ, chứ không phải gọi điện để chờ Trung chịu trách nhiệm. Anh ta càng né tránh, Cúc lại càng muốn làm tới. "Anh, xanh không nghe máy, em có thai rồi, em thật sự dối lắm. Anh nghe máy đi, em muốn gặp anh lúc này." Cúc biết trước là Trung sẽ không trả lời, nên Cúc lại tiếp tục gọi, tiếp tục làm phiền cho đến khi anh ta chịu đọc tin nhắn mới thôi. Hoặc Thùy đọc được thì càng tốt. Quả đúng như lời Cúc mong đợi, Thùy không phải là một con ngốc để Trung nói gì sẽ nghe đó. Thùy đủ thông minh để nghi ngờ về chủ nhân của số điện thoại liên tục gọi mà Trung không nghe. Anh ta có định tắt nguồn luôn điện thoại thì Thùy giật mình, giật luôn chiếc điện thoại trên tay Trung. Trung bất ngờ nên gắt: "Em làm cái gì vậy? Sao anh không nghe máy?" Trung khó chịu trả lời: "Nó gọi có nói gì đâu mà nghe. Đợi máy đây anh tắt nguồn đi ngủ." Thủy vẫn cố chấp và nói: "Không, anh cứ để đây em. Nó phá thì em sẽ chửi cho nó một trận cho nó chừa cái thói mất dạy đi." "Thôi thôi, nửa đêm rồi chửi nhau làm gì cho mệt. Lo ngủ đi, mai em còn về sớm đi làm nữa mà." Thủy gạt tay Trung và kiên quyết nói: "Anh cứ để im em xử lý." Trung còn chưa kịp nói thêm câu gì thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Thủy bấm nút nghe nhưng im lặng để xem đầu dây bên kia nói gì chứ không lên tiếng trước. Sự nghi ngờ của Thủy là chính xác. Thủy đưa ánh mắt sắc tựa như dao để lườm Trung khi đầu dây bên kia nói: "Anh, em biết là anh sẽ nghe máy mà. Anh biết em có thai nên anh nghe máy đúng không?" Thủy nghe thấy giọng của Cúc, lại nghe Cúc nói có thai
thì tức tối và trời. Con chó này, mày vẫn quyết định đu bám chồng tao chứ không chịu buông tha à? Cái loại đĩ lang trạ như mày thì ai dám chắc cái thai đó là của chồng tao? Cúc cuộn tay thành nắm đấm và chửi lại. Của ai thì cũng không liên quan đến mày. Đưa máy cho anh Trung nhanh lên, hoặc là tao sẽ về tận nhà chồng mày để thông báo đấy. Tao không đưa thì mày làm gì được tao? Kể cả đứa con trong bụng mày có là của chồng tao đi nữa thì nó cũng chỉ là đứa con hoang. Mày nghĩ mày chơi bán vạn được với ai? Bên cạnh Trung không cần nghe cũng lờ mờ đoán ra được nội dung của cuộc cãi vã. Trung cố tìm cách lấy lại điện thoại thì bị Thùy đạp chân ngã phăng xuống giường. Phía bên kia Cúc nghe thấy tiếng Trung hét lên vì đau, là cứ ngỡ hai vợ chồng họ đang đánh nhau, nên phá lên cười mà châm biếm. Hoang hay không cũng chưa đến lượt mày lên tiếng. Cứ chờ mà xem, tao sẽ khiến cho chồng mày nhanh chóng chạy đến bên tao. Còn bố mẹ chồng mày thì cưng nựng tao, vì tao sẽ sớm sinh cho họ cháu nội, chứ không giống như một đứa thai lưu nào đó, vô tích sự. Nỗi đau mất con của Thùy còn chưa kịp nguôi, nay lại bị Cúc xoáy sâu vào. Vừa đau, vừa ghen, khiến Thùy gần như phát điên và gào lên. Mày giỏi thì mày cứ đẻ đi, rồi bố mẹ mày sẽ tự hào về mày lắm nhở, cái thứ không chồng mà chửa. Mày nghĩ chúng sẽ đến bên mày à? Không đâu, chồng tao chỉ coi mày như một chỗ để xả lúc tao kiêng khem thôi. Mày nghĩ đi, mày có khác nào một con điếm không? Chỉ cần dăm ba cái đồng tiền là sẽ ngay lập tức quỳ dưới chân đàn ông mà phục dịch. Cái thứ nghiệt chủng trong bụng mày mà có được đẻ ra thì nó cũng cảm thấy ghê tởm người mẹ như mày thôi. Rồi tao sẽ... Thì đang nói dở câu thì Cúc nghe thấy tiếng Trung quát lớn. Em cứ thôi đi không? Đưa ngay điện thoại đây. Nửa đêm còn ngồi đó mà cãi nhau. Anh đã hứa với em và anh giữ đúng lời hứa. Còn em lại tự làm mình phức tạp mọi thứ lên là thế nào? Em đang tự đẩy anh gần cô ta đấy. Chỉ chờ có thế, ngọn lửa trong con người Thùy lập tức được thổi bùng. Thùy ném mảnh chiếc điện thoại vào người Trung và chửi. Anh có dám lớn tỏng với tôi à? Không phải vì anh nên bây giờ tôi mới bị nó sỉ nhục như thế này sao? Anh đã không xin lỗi tôi còn ngồi đó mà ý kiến cái gì? Trung mệt mỏi gắt lên. Em có thấy ngày hôm nay đã quá nhiều việc rồi không? Anh đã không nghe điện thoại là muốn đúng, giữ đúng lời hứa sẽ không dây dưa với cô ta. Nhưng tự bản thân em là cứ chạy đến để mà gây sự, bây giờ còn đổ lỗi cho anh nữa. Người người sao? Thùy lao đến người Trung, vừa đánh vừa chửi. Anh có nói như thế sao? Con khốn đó nó nói nó đang có thai, nó còn bảo sẽ tìm về tận nhà anh bất vả. Làm sao có chuyện không dây dưa được hả? Trung ngây người sau câu nói của Thùy. Có thai? Cúc đang có thai á? Là thật hay là Cúc tự bịa ra để trêu tức Thùy? Rõ ràng lần nào Trung cũng cẩn thận mua thuốc cho cô ta uống. Làm sao mà có thể xảy ra chuyện đó được cơ chứ? Không thể nào. Chắc chắn là không có chuyện đó được. Mấy ngày nay xưởng vừa mới đông khách trở lại, sự nghiệp của Trung vừa mới tiến triển, không thể nào lại bị phá nát như thế được. Trung không sợ Thùy mà lo sợ ông Thông và các bản cam kết ông ta đang giữ. Vậy nên Trung lại đành xuống nước mà nhỏ nhẹ nói. Thùy, anh thừa nhận là trước đây anh có ngủ với cô ta, nhưng mà cũng chỉ có một vài lần. Con anh cũng chẳng phải thằng ngốc mà không dùng đến biện pháp phòng tránh. Em nghĩ mà xem, tại sao không sớm, không muộn mà đợi đến khi anh không liên lạc nữa, chặn hết mọi thông tin thì cô ta mới gọi. Chỉ có thể là cô ta biết em đang ở đây nên cố tình phá đám, cố tình khiến em hiểu lầm mà cãi nhau với anh, chứ chẳng có cái thai nào cả. Thủy nghe Trung phân tích thì cũng thôi, không nổi khùng nổi điên lên nữa, nhưng vẫn hỏi lại. Vậy nếu lỡ cái thai đó nó có thật thì anh tính thế nào? Em là em nói trước, em không có cái kiểu cao thượng nuôi con riêng của chồng đâu. Mà bố em cũng không để cho anh yên đâu. Anh phải nhớ, anh hứa những gì với em và bố. Lại là bố, lúc nào Thùy cũng đem bố cô ta ra để mà dọa Trung. Nếu Thùy không lôi ông ta ra, có lẽ Trung còn cảm thấy áy náy, tội lỗi vì đã để sự việc đi đến ngày hôm nay. Nhưng Thùy vẫn thế, chẳng thể nào thay đổi được cái bản tính thích đe dọa người khác. Nhưng lúc này Trung không thể nào nổi khùng với Thùy được. Còn về cái thai, Trung cũng không dám chắc là nó có thật hay không. Nãy giờ Trung nói thế chỉ là để cho Thùy thôi càm ràm, chứ bản thân Trung cũng không dám chắc. Nhưng mà nghĩ lại thì Trung cũng nghĩ khả năng cái thai đó là có thật.
Bởi vì đứa bạn chung cũng dùng thuốc, nhưng cuối cùng vẫn dính thai phải cưới gấp. Vậy nên khả năng Cúc có thai là cũng không phải là không có. Lý do Trung nghĩ cái thai có thật là vì Trung tin bản thân mình hiểu Cúc. Từ trước đến giờ, Cúc chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì từ Trung. Trung vẫn tin rằng Cúc yêu Trung vô điều kiện. Và nếu không phải là đang bế tắc vì cái thai, cộng với việc Trung lạnh lùng cắt đứt liên lạc khiến Cúc cảm thấy sợ hãi, thì có lẽ Cúc sẽ không đời nào lầm lớn chuyện lên như thế. Nghĩ vậy, nhưng Thủy hỏi Trung vẫn tặc lưỡi trả lời. Nếu có thật, thì chắc gì nó đã là của anh. Thủy nghe Trung trả lời hờ hứng vô trách nhiệm như thế, thì vẫn cố gắng hỏi thêm mấy câu. Nhưng tất cả Trung đều hứa hẹn thề thốt, nên là Thủy lại tin rằng tất cả chuyện vừa rồi chỉ là màn kịch Cúc dựng lên hòng chia rẽ vợ chồng Thủy. Ở một căn phòng trọ cách đó không xa, có một cô gái nhỏ cứ ngồi khóc rồi lại cười. Cô khóc cho cuộc đời tăm tối của bản thân, cũng cười cho bản thân ngu ngốc đã tự đẩy mình vào bi kịch. Cô nói chuyện ban nãy của vợ chồng Trung Cúc đều nghe thấy cả. Thủy có thể nghi ngờ về đứa bé trong bụng Cúc, nhưng còn Trung, thời gian qua, ngoài những lúc đến công ty thực tập, thì Cúc chỉ có ở bên cạnh anh ta, ngọt nhạt nịnh nọt anh ta đủ thứ. Vậy mà bây giờ anh ta lại lật mặt. Cúc hận anh ta. Nỗi hận ấy xuất phát từ tình yêu. Thế nên khi nghe Trung nói câu chắc gì đã là con anh, Cúc đau. Tổn thương nhiều lắm. Cảm giác giống như có một ai đó cầm dao cứ thế, liên tiếp chém vào cơ thể đã quằn quại đau đớn của Cúc trăm nghìn nhát. Cúc cứ thế khóc nấc lên mà nói một mình. Trung, anh được lắm. Nếu ngày mai anh không tìm đến tôi thề, có trời xanh sẽ tìm về tận nhà anh làm lớn chuyện. Dẫu cho tôi có thật sự cảm thấy có lỗi với bố mẹ anh, nhưng là anh ép tôi. Ép tôi phải tàn ác với họ. Còn cả ông bố vợ quyền thế của anh nữa. Để xem sau khi biết chuyện ông ta sẽ làm cái gì. Vậy là sau bao nhiêu thứ Cúc vẫn không cam tâm. Nhất định không cam tâm khi mà Cúc nơi này đau khổ, còn hắn ta ở bên đó thì sung sướng, hưởng vinh hoa phú quý. Đó thật chất là một sự ích kỷ cố hữu mà có lẽ lòng người ai cũng có. Khi mà bản thân mình không vui, nhất định cũng không muốn kẻ làm mình buồn được vui vẻ. Nhưng mà Cúc lại chẳng hề biết rằng, để khiến cho hắn đau khổ, thì cái giá mà Cúc phải trả sẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần. Thế nên Cúc vẫn cố chấp, chẳng chịu buông tay. Sáng hôm sau dù mệt, cũng vẫn phải đến nơi thực tập. Đầu tiên xin lỗi mọi người vì sự vắng mặt mà không xin phép mấy ngày qua. Sau đó là cố làm tốt để chờ xin được cái giấy nhận xét thực tập từ bọn họ. Cúc nung nấu trả thù, nhưng vẫn muốn hoàn thành tốt nhất việc học hành. Vì đó là thứ duy nhất Cúc có thể giúp mẹ tự hào về mình vào lúc này. Một ngày dài kết thúc, Cúc lại mệt mỏi, lết thân xác trở về phòng trọ. Thật bất ngờ, hôm nay có một người quen thuộc đang đứng đó chờ Cúc. Thấy anh ta lặng im không nói, phải đến khi Cúc hỏi, anh tới đây làm gì? Cúc, có đúng là em có thai không? Cúc không hề bất ngờ về câu hỏi. Cúc nhìn Trung và thản nhiên gật đầu. Trung thấy vậy nên vặn hỏi, tại sao em lại sơ suất như thế? Ta sao lại để dính bầu vào lúc này? Em có biết là anh vừa mới gây... Anh dừng lại đi đã. Anh đến đây để hỏi thăm tôi hay là trách tội tôi? Trung thấy bản thân ban nãy cũng có chút hơi quá nên dịu giọng. Anh xin lỗi, anh hơi mất bình tĩnh. Cúc trợn mắt lên nhìn anh ta và hỏi lại. Mất bình tĩnh? Mới có thế mà anh đã mất bình tĩnh? Và anh có nghĩ rằng tôi như thế nào sau câu chuyện này không? Anh ăn nằm với tôi chán chê, xong bây giờ định phủi đít chối bỏ trách nhiệm à? Anh không nhận nó cũng được, nhưng tôi không cho phép anh nghi ngờ về nó. Trung Thiết Cúc đang dần lớn tiếng khi kéo vỗ tay mà bảo, thôi vào đi, anh đóng cửa rồi mình cùng tìm cách giải quyết. Cúc im lặng ngồi xuống giường. Trung sau khi đóng chặt cửa thì quên lại hỏi, thế em biết có thai lúc nào? Mà cái thai mấy tuần rồi? Hôm qua, 4 tuần. 4 tuần thì vẫn còn nhỏ. Anh biết nói ra điều này là ác, nhưng chúng ta không thể nào giữ đứa nhỏ lại được.
Em hiểu hoàn cảnh hiện tại của anh và em mà phải không? Anh hứa sẽ lo cho em, nhưng còn đứa bé, em đừng để nó ảnh hưởng đến tương lai của em. Cúc nghe xong thì phát điên mà chửi. Sao anh không nói luôn là để lại sẽ ảnh hưởng đến anh đi? Lúc anh ăn nằm với tôi anh nói như thế nào? Bây giờ anh chán rồi nên rút sạch trách nhiệm chứ gì? Trùng thấy Cúc như thế thì hơi nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn từ tốn nói. Em đừng nói thế. Anh không hề nói là sẽ không chịu trách nhiệm. Anh hứa anh sẽ chịu trách nhiệm trong việc này, nên em đừng có làm giùm bang lên như tối hôm qua. Sự việc mà bung bát thì anh cũng mất hết. Mà để anh nói cho em nghe, em cũng biết là anh đã có vợ. Chính em tự nguyện đến với anh không cần danh phận. Nhưng mà có con và chưa có con khác nhau hoàn toàn. Có một đứa trẻ sẽ liên quan đến nhiều thứ. Chẳng lẽ em để con mình sinh ra mà trên giấy tờ khai sinh không có tên bố, rồi còn bố mẹ em nữa, em sẽ nói sao với họ? Em cứ nghe anh, anh chỉ lo cho em và tính cách tốt nhất cho em để em giải quyết thôi. Cúc nghe cái giọng khốn nạn của Trung mà chỉ muốn chửi thẳng vào mặt Trung. Nhưng mà Trung nói đúng, Cúc đâu thể giữ lại đứa bé này. Bây giờ mà nổi khùng lên, anh ta bỏ về Cúc là người thiệt. Thôi thì anh ta đã đến đây rồi thì Cúc cũng xuống nước một chút. Cúc nhanh chóng trở lại vẻ ngoan ngoãn, nghe lời Trung như trước đây và đáp. Em biết, em sẽ nghe theo anh, chỉ cần anh đừng bỏ em là được. Trung nhận được câu trả lời của Cúc thì trong bụng mừng thầm nhiều lắm. Cứ ngỡ là Cúc sẽ không chịu phá thai, nhưng thật không ngờ Cúc lại nghe lời đến thế. Trung ôm chặt Cúc vào lòng và thủ thỉ. Bây giờ thế này, anh không thể ở lại đây lâu được. Dạo này xưởng nhiều việc quá, anh vừa mới phải thuê ngồi thêm đấy. Em cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai đưa em đi khám rồi mình tính tiếp. Anh hứa, ngày mai phải đưa em đi khám đấy nhá. Anh mà bỏ em lúc này là em không biết phải làm sao đâu, anh hứa đi. Trung xoa đầu Cúc nỉnh nọt. Anh hứa mà, bây giờ anh phải về đã, em cứ chuẩn bị đi, mai anh qua rồi đi. Nhớ là đừng có nói chuyện này với ai đấy. Cúc gật đầu rồi đứng dậy mở cửa cho Trung về. Cúc cũng không mong đêm nay Trung sẽ ở lại, vì Cúc muốn ở một mình để có thể suy nghĩ mọi thứ thật kỹ một lần nữa. Cúc vẫn chưa biết hiện tại bản thân muốn như thế nào. Cúc hoang mang nhiều lắm. Còn Trung thấy ngoan ngoãn nghe lời thì mừng lắm. Anh ta nhẩm tính chờ giải quyết xong cái thai thì Cúc cũng thực tập xong ở đây. Vậy là anh ta sẽ tự động cắt liên lạc với Cúc một cách dễ dàng. Cả đêm đó Cúc nằm suy nghĩ. Đứa bé này quả thật không mong nó xuất hiện. Sự tồn tại của nó với Cúc là phiền phức, là rắc rối và sự đen đủi. Vậy nên là sẽ không có chuyện Cúc giữ nó lại. Phá thai, đương nhiên Cúc sẽ làm như thế. Nhưng nếu ngày mai Cúc ngoan ngoãn đi theo Trung, ngay lập tức phá cái thai này đi, liệu như thế có phải là quá dễ dàng với anh ta không? Cúc đã mất khá nhiều công sức để gây dựng hình ảnh với Trung, chỉ một chút nữa thôi là có thể khiến vợ chồng anh ta đổ vỡ. Thật không ngờ từ đâu mọi thứ lại xoay chuyển, khiến cho Cúc bị chính Trung hất văng ra khỏi cuộc chơi. Hiện tại anh ta mặc dù đang muốn đá bay Cúc, nhưng Cúc tin trong lòng anh ta vẫn nghĩ Cúc là một cô nhân tình nhỏ ngoan ngoãn, một cô nhân tình vì yêu nên bất chấp tất cả để bên anh ta, không màng một chút danh lợi hay đòi hỏi danh phận ở Trung. Một cô nhân tình luôn ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn khuyên Trung nên quan tâm đến cô vợ chính thất ở nhà. Bây giờ nếu mà Cúc cũng phá ngay cái tai này đi, đảm bảo sau khi mọi thủ thuật xong xuôi, anh ta sẽ lại đá bay Cúc. Vì giữa Cúc và anh ta chẳng có gì vướng bận. Có khi thấy Cúc đồng ý phá thai dễ quá, anh ta lại nghĩ Cúc là một kẻ khốn nạn, một con đàn bà tàn độc, nên mới vứt bỏ đứa con không chút suy nghĩ dai dứt như thế. Nhưng mà nếu làm căng quá, anh ta bực mình không lo nữa, thì một mình Cúc sợ là không xoay nổi tiền để đi giải quyết cái thai. Suy đi tính lại, Cúc quyết định ngày mai vẫn sẽ theo Trung đến phòng khám, vẫn sẽ đồng ý phá thai, nhưng mà sẽ làm bộ dai dứt, làm bộ thương con nên không đành lòng mà bỏ chạy khỏi đó.
phải khiến anh ta thương cảm, thấy có lỗi với Cúc mà quay lại thăm hỏi ít ngày. Muốn đá đít Cúc sao? Không đơn giản như thế đâu. Đứa con này không đủ sức giữ chung bên Cúc, nhưng chắc chắn nó sẽ đủ sức để khiến anh ta đau đầu một thời gian. Rồi sao? Đến khi Phượng biết rằng Trung vẫn qua lại với Cúc vì đứa bé thì chắc hẳn sẽ phát điên lên. Vì cô ta mới mất con nên điều này sẽ càng xoáy sâu vào nỗi đau của cô ta. Có thể điều này không khiến bọn họ phải ly hôn, nhưng Cúc dám chắc nó sẽ là mối hận ghim trong lòng Thùy cả đời không bao giờ quên. Đau khổ nhất không phải là chia ly, mà đau khổ nhất là khi sống bên nhau nhưng lại chẳng thể vứt bỏ hận thù. Ngày ngày giày vò nhau như thế mới là mệt mỏi. Cúc nhẩm tính 2 tuần nữa là Cúc sẽ kết thúc thời gian thực tập ở đây. Vậy thì đợi 10 ngày nữa Cúc mới phá bỏ nó. Khi chắc nó cũng chưa quá lớn. 10 ngày chắc Cúc đủ cho Cúc rồi. Tính toán xong xuôi, Cúc nhẹ nhàng đưa tay lên xoa bụng mà mấp máy môi và nói: xin lỗi. Thời điểm đó Cúc không hề biết rằng dù chưa thành hình nhưng đứa trẻ đó cũng là một sinh mạng, và phải mất rất rất nhiều thời gian sau đó nó mới có thể đến được với nhân gian này. Cúc cũng không hề cảm nhận được thế nào là sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Hay nói cách khác, Cúc không cảm nhận được thế nào là niềm vui, là hạnh phúc khi được làm mẹ. Vì thức cả đêm nên sáng hôm sau Trung đến thì Cúc nhìn khá phờ phạc, đôi mắt trũng sâu thâm quầng, toàn bộ cơ thể dường như đang rất mệt mỏi. Hình ảnh ấy của Cúc khiến Trung vô cùng áy náy. Anh ta ôm lấy Cúc và thực lòng nói: Cúc, anh xin lỗi, anh làm khổ em nhiều quá. Câu nói đó với Cúc chẳng có một chút cảm động nào, mà ngược lại còn khiến cô cảm thấy khó chịu với Trung hơn. Anh ta ngoài dăm ba cái câu nói suông đấy thì cũng đâu thật lòng làm điều gì cho Cúc. Kể cả những món quà trước kia anh ta mua cho cô, chúng cũng không xuất phát từ sự quan tâm thật lòng, mà chúng chỉ phục vụ cho cái mục đích là lấy lòng Cúc, để Cúc ngoan ngoãn làm cô nhân tình biết nghe lời. Thế nhưng Cúc vẫn giả bộ đau khổ và nói: là tại em yêu anh thôi. Nghe xong Trung lại càng cảm thấy áy náy với Cúc. Vòng tay anh ta siết chặt thêm một chút, gối cầm lên đầu Cúc, Trung thủ thỉ: đời này anh nợ em nhiều quá, nợ em một món ân tình, cho anh nợ đến kiếp sau nhé. Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Kiếp sau, kiếp này còn chẳng tử tế nữa. Mong gì kiếp sau cơ chứ, đúng là ảo mộng háo huyền. Mà nếu như thật sự có kiếp sau thì chắc Cúc sẽ quỳ lại ông trời cho Cúc đừng bao giờ gặp lại các bản mặt anh ta. Thấy Cúc khá đẩy mình ra thì Trung cũng ngồi thẳng dậy, nhìn Cúc thở dài một hơi rồi nói: hôm nay muốn ăn gì? Có muốn ăn phở không? Anh đưa đi nhá. Cúc ngạc nhiên lắm, vì từ khi cặp với Cúc, có mấy lần Cúc đề nghị ra ngoài ăn nhưng Trung đều gạt đi. Lúc thì bảo muốn ăn cơm Cúc nấu cho giống một gia đình, lúc thì nói nếu Cúc thích ăn, anh ta sẽ mua về phòng ăn cho có sự riêng tư. Cúc biết đó chỉ là lý do, chứ thật ra anh ta sợ ra ngoài ăn với Cúc lỡ không may bị người quen bắt gặp. Đến tai của vợ lắm tiền hay ông bố vợ quyền thế thôi. Thế mà lần này anh ta cứ một mực dục Cúc thay đồ để đưa ra ngoài ăn sau đó mới đi khám. Cúc suy nghĩ nhíu mày. Lần này là vì Cúc chuẩn bị đi phá thai, hay là do anh ta thật sự cảm thấy có lỗi nên đặt cách dẫn Cúc ra ngoài ăn? Mà thôi, là gì thì Cúc cũng phải ăn đã. Ăn no thì mới có sức mà phá anh ta. Cúc nhanh chóng thay đồ sau đó gọi cho chị trưởng phòng xin nghỉ, rồi theo Trung đi ra ngoài. Cúc cũng chỉ là nhân viên thực tập, đi hay nghỉ cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Nhưng Cúc vẫn xin phép đàng hoàng để họ lấy được sự tôn trọng của Cúc. Có vậy, sau này xin giấu và xin nhận xét mới không bị họ làm khó dễ. Trung dẫn Cúc tới một quán phở khá lớn, gọi 2 tô phở bò. Còn đặc biệt dặn chủ quán là bát của Cúc không có hành, không rau thơm và cho nhiều thịt một chút. Người ngoài không biết sẽ cảm động vì Trung quan tâm đến Cúc từ những điều nhỏ nhặt như thế. Nhưng Cúc lại thấy ghét cái kiểu quan tâm đấy. Nó khiến Cúc lại nhớ quãng thời gian
còn hạnh phúc bên Trung. Khiến Cúc đau lòng. Nhân viên cẩn thận bê phở theo đúng yêu cầu ra bàn. Trung đỡ lấy vắt chanh vào một bát không hành, đẩy cho Cúc rồi nói: Em ăn đi, ăn nhiều vào. Cúc chỉ lặng lẽ gật đầu chứ không đáp. Nhưng mà chẳng hiểu sao mùi vị của miếng thịt bò tái cứ khiến Cúc lởm lợm chẳng nuốt nổi. Ngày trước Cúc cũng thích ăn phở bò lắm, mà sao hôm nay thấy hương vị của nó thật sự khó ăn. Thấy Cúc có nhăn nhó ngậm miếng thịt trong mồm nên Trung hỏi: Em làm sao đấy? Trước em thích ăn món này lắm cơ mà. Cúc nhắm mắt, cố nuốt miếng thịt bò ban nãy. Miếng thịt bò còn chưa xuống đến dạ dày Cúc đã muốn nôn ra. Phải có cốc nước lớn Cúc mới hết cảm giác buồn nôn. Cúc biết bản thân đang ngán, Trung cũng đoán ra nên hỏi: Vậy em thích ăn gì anh mua? Anh mua giúp em một bánh mì không cũng được. Không được, ăn bánh mì thì làm sao mà có sức. Cúc nhìn Trung như muốn hỏi: Sức để phá tai sao? Nhưng rồi chị bảo: Anh đi mua, giờ em chẳng muốn ăn gì. Vậy là Cúc ngồi ăn bánh mì, còn Trung phải ăn hết sạch hai bát phở một cách ngon lành. Bữa sáng kết thúc nhanh chóng, di chuyển đến một phòng khám tư nhân. Cúc có chút lo lắng đi vào, vì là phòng khám tư nên Trung cũng được vào cùng. Cái thai của Cúc còn nhỏ, nên phải siêu âm đầu dò mới thấy được. Cái cảm giác nằm trên bàn siêu âm, bị một vật thể nhọn và lạnh dâm xuyên vào trong cơ thể, khiến Cúc khẽ nhăn mặt khó chịu. Nhất là khi người khám cho Cúc lại là bác sĩ nam. Dù đã trải qua trăm ngàn cuộc ân ái xác thịt với Trung, nhưng mà Cúc vẫn phải đỏ mặt xấu hổ khi nơi thầm kín bị ông ta nhìn thấy. Trung ngồi bên cạnh, ánh mắt dán chặt lên chiếc màn hình trước mắt. Khi vị bác sĩ đọc to: Thai khoảng 4 tuần 3 ngày, đã làm tổ trong tử cung, chưa có tim thai. Cúc nhận thấy rõ gương mặt Trung thay đổi. Mới đầu là giống với đang vui, nhưng rất nhanh sau đó là xa sầm xuống đau khổ. Cúc đoán anh ta buồn vì biết cái thai này chẳng thể nào giữ lại. Vậy nhưng khi bác sĩ hỏi có muốn giữ hay thế nào, thì Trung lại không ngần ngại mà trả lời luôn: Bỏ. Câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát tới mức không chỉ Cúc mà vị bác sĩ đó cũng phải ngạc nhiên. Ông ấy cẩn thận nói lại: Cô cần suy nghĩ hay không? Hãy cứ phải suy nghĩ thêm đi đã, rồi anh quyết định, kẻ sau này lại hối hận. Cúc mong lắm cái gật đầu đồng ý của Trung với lời đề nghị trên. Nhưng không, Trung vẫn kiên quyết phá bỏ. Cúc dù không muốn giữ lại cái thai, nhưng khi thấy Trung cương quyết như thế vẫn cảm thấy đau lòng. Cúc nhìn Trung và ngập ngừng nói: Anh, hay là... Ở nhà chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà, không thể đâu em. Vì bác sĩ dù đã trải qua vô vàn ca làm cái chuyện này, nhưng trước thái độ của ông, Trung cũng ngào ngán lắc đầu nói: Nếu đã suy nghĩ kỹ thì ra ngoài quầy đăng ký và nộp tiền, sau đó là sang phòng số 2. Cúc lầm lũi đi phía sau Trung. Vì thai của Cúc còn nhỏ, nên cô y tá phía ngoài có tư vấn cho Cúc dùng thuốc hoặc nào hút. Dùng thuốc thì chi phí sẽ thấp hơn, nhưng khả năng sót lại rau là cao. Nếu không ai bị sót rau thì vẫn sẽ phải nào lại. Nhẩm tính một hồi, Trung quyết định đăng ký cho Cúc nạo. Đắt một chút nhưng gọn gàng, xong là không rắc rối. Thủ tục xong xuôi, cô y tá đưa cho Cúc một viên thuốc và dặn ngậm nó trong miệng cho tan ra. Sau đó về nhà 2 giờ chiều, hoặc khi nào cảm thấy đau bụng và ra nhiều máu thì quay lại để hút thai. Cúc chẳng rõ viên thuốc nhỏ màu trắng kia có tác dụng gì, chỉ biết mùi vị của nó vô cùng khó chịu. Ngậm xong thuốc thì Trung và Cúc lại trở về phòng trọ. Hôm nay Trung ở lại bên Cúc chứ không về xưởng. Trung thấy Cúc cứ ngồi mân mê từ dưới siêu âm, thì cũng chỉ biết ngồi lặng lẽ bên cạnh. Bất ngờ Cúc ngước mắt lên ngấn lệ hỏi Trung: Anh, liệu em có thể giữ lại con không? Anh xin lỗi. Anh đừng nói xin lỗi, anh chỉ cần trả lời em là được hay không. Em hứa sẽ không làm phiền đến gia đình anh. Anh chịu trách nhiệm cũng được, không cũng không sao. Chỉ cần anh đồng ý thì ba mẹ con em sẽ nương tựa vào nhau để sống, được không anh? Ánh mắt thiết tha van nài cùng giọng nói thống khổ của Cúc
khiến đôi mắt Trung cũng dần đỏ hoe. Ôm chặt Cúc trong lòng, Trung khó khăn nói. Em à, em đừng như thế có được không? Em nói anh ích kỷ cũng được, trách mắng anh cũng được. Nhưng chúng ta không thể nào giữ đứa nhỏ này lại được đâu. Tại sao? Trung lảng tránh ánh mắt Cúc và nói. Vì em nghĩ mà xem, đứa bé sẽ làm em mất hết tương lai. Việc học của em sẽ dang dở. Bản thân em và cả gia đình em nữa sẽ bị người đời cười chê. Rồi còn... Em không sợ những thứ ấy. Trung ngẫm nghĩ một lát. Dường như anh ta đang nghĩ xem dùng lý do nào để khuyên bảo Cúc. Lát sau anh ta mới buồn bã nói. Em có thể không sợ, nhưng còn đứa nhỏ, nó không thể chịu khổ cùng em. Em không có công việc, lấy gì để nuôi con? Hay là em đành lòng nhìn đứa con em dứt ruột đẻ ra phải chịu khổ? Nếu sinh ra mà không thể lo chu toàn cho nó, thà rằng ngay từ đầu chúng ta giải quyết còn hơn. Cúc hiểu điều ấy chứ. Vậy nhưng Cúc vẫn lưỡng lự và nói. Em... Nhưng mà em... Trung đặt nhẹ nụ hôn lên môi Cúc rồi nói. Không nhưng nữa, chúng ta đã thống nhất cả rồi. Hơn nữa, em đã ngậm thuốc còn anh cũng đã cọc tiền. Thế nên chúng ta không nên bàn cãi thêm về vấn đề này nữa. Cẩn thận. Thấy Cúc khá cúi đầu không nói, Trung lại nói tiếp. Thôi em nằm xuống đây nghỉ đi, có đói không? Muốn ăn gì không anh mua? Em không. Thôi em nằm đây, anh chạy ù ra kia mua đồ, lát nấu cơm bọn mình ăn trưa rồi còn nghỉ ngơi đi làm thủ thuật nhé. Nói rồi Trung đi thẳng ra cửa, mua một ít đồ ngon về nấu cơm. Anh ta cẩn thận chọn những món dễ ăn nhất, vì sợ Cúc ngán không ăn được. Mua xong, Trung nhanh chóng trở về phòng trọ của Cúc. Kỳ lạ thay là cửa không khóa, nhưng lại chẳng thấy Cúc đâu. Ban đầu cứ ngỡ Cúc chạy đi đâu đó hoặc mua gì đó nên Trung không suy nghĩ gì, mà nhanh chóng đi sơ chế thức ăn để nấu nướng cho sớm giờ, còn đi đến phòng khám. Nhưng mà cơm đã nấu xong, vẫn không thấy cô về. Trung sốt ruột gọi điện cho Cúc nhưng máy thuê bao. Lúc này Trung bắt đầu thấy lo lắng, chạy quanh đấy gọi Cúc nhưng không thấy. Càng lúc bình tĩnh, gọi cho Cúc không được, nhìn xung quanh cũng không thấy. Trung bất giác hoảng hốt khi một tia suy nghĩ xoẹt qua đại não. Có khi nào cô ta vì không muốn phá thai nên bỏ trốn? Không thể nào, nhất định phải tìm được cô ta trước 2 giờ chiều. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Lắm nhân tình của người yêu cũ của tác giả Dạ Thảo. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được những diễn biến cuối cùng sẽ đến trong cái kết của câu chuyện này, hãy bấm đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để không bỏ lỡ bất cứ một tập nào sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những số radio tiếp theo.